Giữa tháng 12 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư số 32 quy định về chỉ tiêu tối đa trong việc tuyển sinh của các trường đại học. Trước đó, Bộ này cũng từng có nhiều động thái cứng rắn với hệ tuyển sinh đại học, như yêu cầu các trường gặp khó khăn trong tuyển sinh phải chuyển đổi ngành đào tạo, sắp nhập hoặc giải thể. Điều này cho thấy Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phần nào nhận ra sự bất cân đối trong cơ cấu đào tạo hiện nay. Tuy nhiên, đa phần các động thái này vẫn chưa đi vào thực tế. Theo bản tin cập nhật thị trường lao động hồi cuối năm qua của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện nay cả nước có gần 200.000 cử nhân thạc sĩ đang thất nghiệp. Không những thế, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên cũng tăng nhanh nhất trong các nhóm. Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm có trình độ cao đẳng nghề tăng gần 8%, trình độ cao đẳng chuyên nghiệp tăng 7,9% và trình độ đại học tăng gần 4%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm không có bằng cấp chỉ tăng khoảng 2%. Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù được dự báo có tốc độ tăng trưởng nhanh trong thời gian tới, nhưng số việc làm được tạo ra cho nhóm lao động có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên vẫn ở mức khiêm tốn. Cụ thể, theo dự báo của Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, nhóm lao động qua đại học vẫn giữ tỷ lệ 12 đến 15%, nhóm lao động có trình độ cao đẳng chiếm 15 đến 18%, trong khi nhóm lao động trung cấp và công nhân kỹ thuật sẽ chiếm từ 35 đến 40%, còn lại là lao động mới học qua sơ cấp nghề hoặc được đào tạo tại chính doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là thêm 5 năm nữa, Việt Nam chưa chắc đã trọng dụng hết cử nhân, thạc sĩ tốt nghiệp hàng năm. Trong khi đó, nhóm lao động có trình độ thấp hơn thì rất trống chỗ. Hiện nay trên thế giới, cái tỷ lệ mùa đào tạo của người ta là 1 10. Có nghĩa là một đại học cao đẳng chúng ta phải có 10 trung cấp và các công nhân thực lành nghề. Nhưng chúng ta đang cố gắng phấn đấu hết sức nhưng chúng ta mới dừng lại 1 3. Thì như vậy chúng ta thấy rõ là cái nhân lực có nghề, cái nhân lực của các, các, các bậc nghề linh hoạt của chúng ta thì, thì vẫn còn thiếu trên thị trường lao động. Đây không phải là lần đầu tiên tình trạng thừa thầy thiếu thợ bị cảnh báo tại Việt Nam. Trong đó, nguyên nhân được nhắc đến đầu tiên xuất phát từ vấn đề giáo dục. Ngành giáo dục của chúng ta từ lâu nay chưa có được triết lý giáo dục rõ ràng. Mà tôi nhớ là tất cả những gì của ngành giáo dục nêu ra thì thường chúng ta lấy nghị quyết để thay cho triết lý. Nhưng mà hiểu thế nào là triết lý thì nói tóm tắt như thế này là người ta không phải là nạp kiến thức mang tính chất cài đặt cho con người để con người làm việc mà triết lý giáo dục cao nhất là phải đào tạo con người mà trong khi đó con người là gì có đủ kiến thức để độc lập tư duy và để chủ động trong hành động của mình chứ không phải là để ra một cái người đi làm thuê cũng không phải để một con người tức là người ta bảo gì làm nấy và như một cách để lên tiếng chịu trách nhiệm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều động thái để điều chỉnh cơ cấu cấp bậc giáo dục hiện nay. Trước đó là yêu cầu các trường đại học gặp khó khăn trong tuyển sinh phải điều chỉnh ngành đào tạo, sáp nhập hoặc giải thể, nhưng quyết liệt nhất phải nói đến Thông tư số 32 vừa qua quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học. Theo đó, bên cạnh việc căn cứ vào số lượng giảng viên và diện tích sàn, thông tư lần này còn đưa ra hạng ngạch chỉ tiêu cho mỗi khối ngành. Nhưng dù ở khối ngành nào thì chỉ tiêu tối đa của mỗi trường không được quá 15.000 sinh viên. Theo tính toán, nếu quy định này được thực thi một cách sát sao, thì trên cả nước có đến 18 trường trong tổng số 219 trường đại học vượt chỉ tiêu từ vài trăm đến cả chục ngàn. Trong đó có những trường đại học danh tiếng như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Xây dựng. Do đó, thông tư này đã vấp phải sự phản đối rất lớn và Bộ Giáo dục đã nhanh chóng nhượng bộ bằng thông tin sẽ chưa áp dụng trong năm 2016. Theo các chuyên gia, biện pháp của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra khá khả thi, việc chặn đứng nguồn cung không những giảm bớt sự tăng trưởng quá nóng của bậc giáo dục đại học mà còn tránh tình trạng các trường hạ chuẩn đầu vào để nâng chỉ tiêu. Tuy nhiên, thông tư vấp phải sự phản đối lớn từ dư luận là do thời gian thực hiện quá gấp ban hành ngày 16 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2016, cộng với con số chỉ tiêu 15.000 không được chứng minh về tính đúng đắn. Theo tôi đầu tiên đó, là phải xác định rõ cơ cấu và nhất là dự báo được cái cơ cấu nguồn lao động trong hướng tới. Cái từ dự báo cơ cấu nguồn lao động trong hướng tới thì chúng ta mới cái thứ hai mới phân bố nguồn lao động cho thích hợp với từng ngành nghề. Và cái thứ ba đó, thì chúng ta đi vào chất lượng lao động của từng ngành nghề chứ cũng không đồng nghĩa với chữ là cứ phát triển nguồn nhân lực cao cao ở chỗ nào bởi vì cao nó không phù hợp chứ nó trở thành thừa cái này là phải có cái cương quyết từ dự báo nếu dự báo chính xác được không? thì nó mới có cái chỉ tiêu phân bổ cho các trường để đào tạo các ngành nghề theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực Thành phố Hồ Chí Minh, sự chuyển dịch về chất lượng lao động và sự chuyển dịch về thu nhập trong quá trình hội nhập sẽ tạo động lực để người lao động hoàn thiện hơn năng lực hành nghề của mình. Tuy nhiên, quá trình hội nhập cũng sẽ mang đến sự cạnh tranh quyết liệt hơn về năng lực, về kỹ năng của người lao động. Do đó, Trung tâm này phát đi thông điệp: bên cạnh nỗ lực của nhà nước, tự thân của thanh niên cũng cần phải chủ động hơn. Mỗi người thanh niên để bước vào cái môi trường học nghề cần phải chủ động xác định cho mình được một cái nghề nghiệp cụ thể. Đừng mơ hồ ảo tưởng rằng chỉ có bằng cấp cao thì mới có địa vị cao, mới có thu nhập cao. Chúng ta không còn cái thời kỳ đó. Bằng cấp cao cộng với năng lực thực sự sẽ tạo ra giá trị cao. Còn bằng cấp cao mà không có năng lực thì cũng chỉ để để, để, để vui chơi mà thôi. Không chơi mà thôi. Theo ông Tuấn, một nhân lực được đánh giá là chất lượng cao thật sự phải thỏa mãn ba yếu tố là kiến thức nghề nghiệp, kỹ năng trong đó bao gồm kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng ngoại ngữ và tác phong công nghiệp. Trong đó, ông đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của kỹ năng ngoại ngữ. Theo ông, sau năm 2015, thanh niên nào giỏi ngoại ngữ thì sẽ có ưu thế hơn trong thị trường lao động.